Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện linh hoạt trên cơ sở tôn trọng ý kiến của các địa phương để sớm hoàn thiện đề án theo mục tiêu đề ra. Đến hết năm 2023, tất cả 56 trên 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn năm 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ. Đề án đặt mục tiêu đến giai đoạn năm 2023-2025 hoàn thành việc sắp xếp 50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, đề án đã đạt được kết quả cơ bản bước đầu. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương và các thành viên ban chỉ đạo cùng phối hợp xử lý sớm các vướng mắc phát sinh để sớm hoàn thiện công tác thẩm định. Cái nhiệm vụ rất là quan trọng của ban chỉ đạo đó là tới đây chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp để tiến hành thẩm định luôn tất cả các cái hồ sơ đề án của 56 trên 56 tỉnh, thành phố. Đấy, để mà chúng ta thực hiện cái việc sắp xếp này, thống nhất thẩm định xong rồi là trình với lại Chính phủ, sau đó là trình với Ban Thường vụ Quốc hội giải đều trong thời gian từ nay đến hết tháng 9. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn năm 2023 đến năm 2025 phải hoàn thành trước tháng 10 năm 2024 để các địa phương kịp thời chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ năm 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Trong đó, cấp cơ sở thực hiện trong quý 1 năm 2025. Như vậy, thời gian thực tế để tiến hành toàn bộ các quy trình sắp xếp đơn vị hành chính chỉ còn khoảng 6 tháng. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết đề án được thực hiện trên tinh thần rút gọn các thủ tục, linh hoạt đáp ứng tiêu chí đặc thù của từng địa phương, không máy móc và tôn trọng cơ sở. Đây cũng là nguyên tắc Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo quán triệt trong thời gian tới. Phải tôn trọng ý kiến anh em ở cơ sở. Chúng ta không máy móc đâu, bởi vì anh em là người sướng hay khổ ở dưới là họ chịu. Và có làm cái việc này như thế nào là ở dưới họ đã làm. Còn mình chỉ làm gì? Mình chỉ bắt người ta làm đề án rồi chúng ta duyệt cái đề án. Tức là người ta xác nhận cho cái việc mà người ta đề xuất lên thôi. Còn cụ thể đi như thế nào, vận động cái đồng chí nào phải nghỉ sớm giùm em, vận động cái người này đi qua ở bên nhà người kia là việc của địa phương. Cho nên chúng ta phải hết sức tôn trọng cơ sở, nếu không thôi chúng ta sẽ thất bại. Sau cuộc họp này, trong vòng 2 tuần tới, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo chuẩn bị các phiên họp với các địa phương để tổng hợp những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm nhằm tiếp nhận các ý kiến một cách công tâm, xác đáng, làm cơ sở để thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin từ địa phương, các thành viên ban chỉ đạo và tổ chức thẩm định đề án. Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét sự phù hợp với quy hoạch chung đối với 10 địa phương đã hoàn thành phương án quy hoạch tổng thể. Bộ Xây dựng có giải pháp hài hòa, phân loại đô thị và quy hoạch đô thị làm điều kiện cần phê duyệt các đề án. Phó Thủ tướng cũng lưu ý làm tốt công tác truyền thông, coi đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công đề án.